Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Cuộc đời này vốn dĩ bất công, nên cọng lông sẽ không bao giờ thẳng. Như anh nhọ đây vừa đẹp trai, giàu có với ghệ đẹp, xe ngon, thì mèo ú tôi đã 30 nổi bánh chưng vẫn chỉ biết báo mẹ báo cha. Vì có đôi chút ghen tị với anh nhọ, nên mèo ú đã bắt anh phải thực hiện thử thách săn bắn và nấu nướng chỉ bằng một cây cung mà thôi. Để xem có nên cơm cháo gì không nhé, chứ anh nhọ vốn nổi tiếng tay thối xưa giờ mà. Ngay khi vừa bắt đầu, anh đã phát hiện ra, dưới những tảng san hô có rất nhiều cá, nghe tiếng động, chúng hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nhưng may cho chúng lại gặp đúng anh nhọ tay thối, bắn hết phát này đến phát khác, mà éo chúng phát nào. Anh thử sức dùng tay không xem sao, đôi bàn tay nổi tiếng mò cua bắt ốc điêu luyện lắm. Ấy vậy mà thứ duy nhất anh có khả năng tóm được là con rùa đang bơi theo phong cách slow motion bên cạnh. Anh nhọ tiếp tục di chuyển sang vùng khác, nước trong vắt đã thật, boss yêu cũng rất biết phối hợp, đứng lùi xa phía sau khi anh nhọ tìm bắt cá. Nhưng cái lũ cá gặp nước này rất khó xử lý. Anh nhọ nhiệt tình chạy loang quang khắp nơi, nhưng mãi vẫn chưa tóm được gì cả. Boss dần nhìn ra nguy cơ nhịn đói đang đến gần, nên cảm thấy không vui. Đúng lúc này chiếc fly cầm lại tiến đến gần. Xém tí nữa thì bị boss giận chủ chém camera, hú hồn, cả gia tài đó trời ơi. Phía dưới những rặng san hô là rất nhiều cá, nhưng hôm nay anh nhọ đen đủi quá nhiều nên không tóm được chúng. Thách thức mèo ú đưa ra đang làm khó anh nhọ lắm rồi đấy. Nhưng vốn là người luôn lạc quan, anh nhọ vẫn nói rằng bản thân linh tính sẽ sớm bắt được một con gì đó. Đúng lúc này họ phát hiện ra kha khá con mực đang ở gần đây, anh nhọ bắn tài tình thật, cá mực khắp nơi mà không trúng con nào, đỉnh ghê. Anh nhọ quyết định chơi trần nó mới phê, anh dùng tay không lao đến. Con mực liên tục phụt mực khiến nước đen thùi lùi để lẩn trốn. Thế nhưng với tài năng, kinh nghiệm và sự may mắn, lần này anh đã thành công nhấc bổng một con mực lên khỏi mặt nước. Khỏi phải nói anh nhọ sung sướng đến mức nào, may thế chứ lị, không bắt được con nào thì nóc nhà cười cho ê mặt luôn quá. Anh đang thực hiện động tác để giải thoát con mực khỏi sự đau đớn lúc này. Chỉ bằng một phát ấn mạnh, con mực chuyển mình sang một màu trắng mút, việc làm nhân đạo này sẽ khiến cho quá trình đau đớn sẽ ngắn hơn rất nhiều. Anh nhọ thử tiếp tục đi lên phía trên một lúc nữa, dù sao thủy triều vẫn chưa lên cao. Đã có màn dạo đầu thành công nên con mực thứ hai đến khá nhanh, mà không quá vất vả. Anh nhọ lại thực hiện màn ảo thuật đổi màu thêm một lần nữa. Anh đang cực kỳ cao hứng, nhưng tham vọng của anh là có một con cá siêu khủng để khoe với vợ cơ, thế nên anh vẫn chưa muốn dừng lại. Thủy triều đang dâng lên ngày càng cao, anh nhọ đã nhắm đến một con cá to lớn gần đó. Ơ kìa, sao lại cho tay vào hang thế kia? Thật bất ngờ, anh thật sự lôi từ đó ra một con cá lớn, đúng là trình mò hang của anh cực đỉnh. Hẳn là tối nào anh cũng luyện tập vất vả lắm. Vì đã có mực nên anh nhọ không muốn ăn thêm cá nữa. Anh bắt nó là vì muốn chứng minh rằng anh dư sức thực hiện thử thách tay không này. Đúng là không gì làm khó được anh chàng này. Ông trời đã cho anh tất cả, sự đẹp trai, giàu có và tài giỏi. Đáng tiếc anh không bao giờ có được tôi. Một lần nữa anh lại phát hiện một con mực lớn. Tín hiệu từ vũ trụ là phải tóm được nó. Vì thế anh nhắm thật kỹ, và rồi... Một cái kết quả hoàn hảo cho ngày hôm nay, anh đã thể hiện được khả năng bắn cung trăm phát cũng có một phát trúng của mình. Đến lúc này anh cảm thấy mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi, họ chạy như bay quay trở về bờ biển. Anh cảm thấy bản thân đang làm chủ được tự nhiên vậy, cực kỳ thoải mái và tự do. Cuộc sống của anh hẳn là thứ mà rất nhiều người ao ước, đúng với đam mê sở thích và kiếm được rất nhiều tiền từ đam mê đó. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế chứ? Anh nhọ đang muốn tìm kiếm một vị trí đắc địa để đánh chén bữa trưa của mình, thì tình cờ đụng độ với lũ nhện. Nhưng ngày hôm nay, mọi chuyện đang vô cùng thuận lợi, lũ nhện chẳng hề làm khó anh tí ti nào. Anh đã tìm được một bãi đất trống rất phù hợp cho việc nấu nướng, anh đào hố nhanh nhất có thể, sau đó đi gom lá và củi khô. Tuy việc đánh lửa không được suôn sẻ lắm, nhưng chỉ một chút khó khăn đó sao có thể ngăn bước anh được. Anh nhọ sơ chế cực nhanh con mực, thứ anh nhắm đến chính là đầu của nó. Ở đây có ai cũng thích ăn dâu mực như mèo ú không nhỉ? Chúng dai sần sật siêu ngon. Anh nhọ dùng mũi tên, xiên đầu mực vào đó rồi bắt đầu nướng trên lửa. Kể mà anh nhọ cho mèo ú theo cùng, có thêm vài lon bia nữa thì hết nước chấm. Nhưng bởi anh nhọ bảo rằng, ngày xưa chỉ uống 2 chai, bây giờ 2 đứa lai dai 2 thùng. Biết bản thân tửu lượng kém nên mèo ú đành lùi bước về phía sau. Nhìn cảnh anh nhọ thưởng thức đồ ăn bao giờ cũng khiến cho mèo ú bụng sôi ong ọc. Trông anh ăn cực kỳ ngon miệng. Thôi mèo ú xin phép kết thúc video tại đây, chứ cứ nhìn thấy người khác ăn, mèo ú lại phải đi tìm bôi trơn cho miệng luôn. Các bạn nghĩ sao về chuyến hành trình này? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới, xem bạn có muốn gặp lại anh nhọ nhiều hơn không nhé.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Mèo Ú. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.